Thưa bác, con tên là Phan Nữ Ngọc Xuân, hiện tại con đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi của các bạn đang tìm hiểu và nghiên cứu về đạo Phật khoa học Thiền Tông. Họ có gửi đến con nhờ chuyển đến bác một số thắc mắc của họ. Xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, đầu tiên là một số câu hỏi của chị Hồng Vân, cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi số 1 là giáo lý và huyền ký là hai quyển khác nhau hay là một quyển mà được chia thành hai phần ạ? Cái quyền ký phải phân tích, quyền là nói gì? Là nói những cái thời gian tương lai. Ký là ghi tự, là cái chữ ghi của cái quyển này nói về thời gian tương lai. Còn cái giáo lý, lời dạy chân thật của một vị Phật thì nó khác nhau. Nhưng mà người ta pha trộn vô trong đó đó thì quyền ký này ta lấy một phần của giáo lý người ta nói ra. Thấy không? Tuy một mà hai, tuy hai mà một là cái chỗ này. À, có, mình phải phân tích cái chữ nó quyền là cái là ta nói những cái chuyện mà quyền hoặc sâu xa đó, ký là ghi lại. Vì thế mà ngày xưa mà đâu có ai biết là cái điện từ là cái gì. Mà chỉ quyền ký mới nói cái điện từ thôi. Mà ngày xưa ai giải thích được cái tánh người. Quyền ký không ai giải thích, cả tôn giáo không ai dạy cái tánh người, mà chỉ quyền ký nói cái tánh người, rồi cái giáo lý nó mới nói. Mà cái quyền ký là trong chiết trong cái quyển giáo lý nói ra, thấy không? Thành ra có thể một mà cũng có thể là hai, nhưng mà cái giáo lý nó bằng tuần tự, nó có chương, còn cái quyền ký nó không có cái phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo ạ. Tu Thiền Tông mà kiếm được nhiều tiền trong kinh doanh và cùng giúp đỡ mọi người, có giúp đỡ mọi người để phát triển trong kinh doanh đó, thì có bị phước đức dương kéo lại khi mình mất thân không ạ? Cái này là do cái cân nặng, cân nhẹ. Con nên nhớ cái gì thế gian này gọi là cân bằng mà. Thì cái nào nặng thì đỡ lại đây, cái nào nhẹ thì đi, có vậy thôi. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái căn bản của người không biết, còn người biết nó khác. Thí dụ mà con có công nhiều, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, nhưng mà có công đức con về được. Ông thần cho về. Là vì trước khi nó đi trở về Phật giáo, nó có ba con đường. Một đường công đức vô lượng và một công đức phước đức bằng nhau. Và một con đường công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Nó có ba con đường. Nhưng mà con mà mở mắt được thì ông thần cho về. Giống như con đi ra đường mà con tiền ít tiền nhiều không biết, mà trong túi con mở mắt đường tới ông cho đi. Còn nếu mà nhiều cỡ nào nhưng mà không thấy đường ông cho đi, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Bé nhỏ nhà chị Hồng Vân thì được 7 tháng tuổi và được nghe Thiền Tông từ trong bụng mẹ. Giờ mỗi khi mở không mở máy Thiền Tông thì bé không có ngủ được, đặc biệt là bé không thích nghe các bài hát ru và nhạc buồn. Như vậy là sao ạ? Xin bác giải thích cái trường hợp này giúp chúng con ạ. Này những cái bài này nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của đứa nhỏ rồi đó. Tiềm thức là gì? Là cái nơi nó chứa cái nghiệp của nó đó. Vì nếu mà nó chứa những cái gì mà trong cái tàng thức gọi là chứa nghiệp, còn mà nó chứa trong cái bầu gọi là cái của các tánh Phật thì nó chứa công đức thôi. Ở trên này cái nghiệp nó chứa công đức, ở phước đức, ác đức. Còn bên kia nó chỉ chứa công đức. Thì công đức này nó chứa trong cái bầu gọi là bầu nghiệp. Vì thế mà nó chứa được cái này rồi á, thì nó dường như nó thiếu á. Nó làm như trong cái con người nó có điện á. Mà có điện nó mới ngủ, còn không có điện nó không ngủ. À, cái này nó rất tốt. Bên đứa nhỏ về sau nó chắc chắn là nó sẽ tới khi nó ra đời, nó gặp Thiền Tông nó tu rất sáng suốt. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Bé lớn nhà chị Hồng Vân được 10 tuổi. Khi ru ngủ chỉ thích nghe quyển số 7 là quyển Đức Phật dạy tu Thiền Tông. Còn các quyển sách Thiền Tông khác thì bé không thích nghe vì không hiểu. Và xin bác giải thích giúp chúng con là tại vì sao ạ? Nửa đứa nào nói vậy thì nửa nó ra đời nó thích lý luận ạ. Nó thích lý luận. Thì vì thế mà người ta đo cái chỉ số thông minh của con người cũng vậy cho nên. Nó thiên về cái nghề nào, thích cái gì nghề nào. Vì thế mà ta cho con ta đi học cái nghề, ta chọn cái này nè. Thấy không? Mày thích cái gì?
Thì cho học cái đó thì nó rất nhanh, nó phát triển rất nhanh. Còn nó thích một đàn mà cho nó học một nẻo, nó học không vô. Đó là gọi là cái đó là cái tự nhiên của cái thế giới này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu được. Vì thế mà tụi con mà có con mà lên hỏi con thích cái gì cho nó làm ở đó, thì rất, thì cái nghề cái là nhất nghề tinh liền đó. Còn nếu mà nó thích đường con làm nẻo thì nó dường như nó không thích, thì nó nghề nó không giỏi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Người ngoài hành tinh mà các bức ảnh chụp được nhìn giống người máy, vậy bên trong họ thì có Phật tánh không ạ? Hay chỉ là một loại máy móc phát triển? Nếu là máy móc, sao họ lại có tình cảm và lý trí ạ? Xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Bây giờ khoa học nó văn minh rồi. Tất cả những cái gì lập trình nó sẽ giống y như con người, chứ không phải. Nó cũng có cái này kia nào đầy đủ hết. Nhưng mà có điều nó là thân máy móc. Còn mình đây có tình cảm bằng tứ đại, nó khác. Tứ đại của vật lý âm dương, nó cũng vật lý âm dương nhưng mà nó bằng máy móc. Nó cũng không bằng mình được. Vì thế mà con người đi tới cái thời đại văn minh tột đỉnh rồi đó thì nó giống như con người. Vì thế mà khi mà nó văn minh tột đỉnh rồi đó thì chiến tranh nó không còn chiến tranh bằng tứ đại nữa mà nó chiến tranh bằng máy móc. Nó nhớ tới đó thì nó mới hủy diệt được cái này. Nghe không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Tiếp theo là các câu hỏi của các bạn cư ngụ tại Hà Nội ạ. Câu hỏi số 1. Thưa bác, khi trung ấm thân của mình được bay ra khỏi trái đất đến chỗ hoa tiêu đợi thì có khác gì so với lúc bay đi lên hưởng phước không ạ? Bây giờ con phải hiểu cái thế giới này nè. Con đi hưởng phước là do một vị thần thực thi nhân quả, con đi hưởng phước. Còn mà con đi bay ra trái đất á, là đi theo công đức, là do con đi theo công thức giải thoát. Con học được cái công thức con mới đi được cái này. Thấy không? Mà đi ra 5 cây số rồi vị Phật làm qua tiêu rước con. Con trở về Phật giới có người rước về. Còn con ở đây á, là con đi ra khỏi trái đất để đi tam giới. Con hưởng gọi là thực thi nhân quả. Nó khác cái chỗ này. Tôi đi là có người điều khiển cho con đi. Còn cái kia là tự con đi rồi có người giúp trợ giúp cho con đi. Nó khác hai đường này. Bởi vì cái câu nè, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Người nào vô sanh là có người rước về, còn cái lục đạo là có người thi hành nhân quả. Phải hiểu nó khác chỗ đó đó. Rồi, câu hỏi tiếp. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Người có công đức trước khi mất 3 ngày thì vị thần quản lý nghiệp sẽ báo cho mình biết trước hiện tượng là sẽ thấy màu vàng sáng trong. Vậy hình ảnh màu vàng sáng trong này có sự khác biệt gì so với từng trường hợp người có công đức ít, công đức nhiều và công đức vô lượng không ạ? Bây giờ công đức nhiều thì nó sáng nhiều. Đâu, công đức nhiều sáng được gọi là thầy ta kêu bằng thần không lại gần mà chỉ cho con về thôi. Thấy không? Công đức cô giống như đèn điện, đèn led nó cũng là điện. Mà cái đèn 100W nó cũng điện, một đèn 1000W nó cũng là điện thôi. Thấy không? Thế giờ điện nào mà con đi ra được thần cho con đi về. Nó có nghĩa là có công đức về bởi làm thần nhỏ thôi. Lớn thì thần không? Phật lớn có vậy thôi. Có nghĩa là tất cả những người nào mà có công đức đều hoàn toàn cho tự do về hết. Không sao, đừng có lo cái chuyện này. Nhưng mà ít thì bị ông Thánh ông cạt. Hoặc là ít mà dòng tộc mình lợi được á, lợi gần được thì nó hiện, nó kêu mình về. Ha, nhưng mà phải dứt khoát muốn về, phải dứt khoát phải về. Đừng có nghe ai hết á. Thì cái này người ta đã dạy trong cái vấn đề đường về Phật giới rất rõ ràng trong phần này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi cuối cùng ạ. Trường hợp mình có công đức và phước đức bằng nhau hoặc là công đức ít, nếu mình phát ra được pháp trần thì chỉ có loài thánh không dám làm hoa tiêu giả để thử mình, hay là thần cũng không dám nắm lấy trung ấm thân của mình à? Bây giờ công đức ít mà có pháp trần thì nó thế này, pháp trần là gì? Bây giờ con suy nghĩ giống như con có chiếc xe ô tô đó mà con không có chạy máy đó, thấy không? Thì không có, thì trong cái thân cái xe nó hoàn toàn nó im, các còi đèn gì nó không sáng được hết á. Mà con chỉ có cái xe nó chạy nhỏ thì nhỏ guarantee á, thì trong hệ thống trong cả cái trung ấm thân con nó đều là nó phát ra cái này, thì mấy ông thần ông thánh ông ngán rồi. Có nghĩa là cái sợi dây điện của con bị lột trần không ai dám rờ hết.
Còn nếu mà con không có thì kể gì không có gì là ông nắm được, ông dụ con được. Tất cả người về Phật giới mà có pháp trần đời nào mà thần thánh không dụ con được vậy. Thần thì cho về nhưng mà thánh nó không dụ được con. Hoặc là cái họ tộc không có mời con trở về được. Phải hiểu này, pháp trần nó có rất cái lợi. Tu mà phát ra được cái pháp trần thì an toàn về Phật giới, 100% được về. Rồi con hỏi đi. Con hỏi, con xin hỏi rõ ý cái phần này hơn là, nghĩa là hai cái trường hợp của công thức á, trung ấm thân đều phải được thần thả ra bay ngoài, thả ra bay ra ngoài trái đất thì thánh mới thử. Vậy cái pháp trần á, nó có tác dụng từ cái đoạn nào ạ? Bây giờ đó, nếu mà ban đầu ít nhiều giờ con vừa tắt thở, pháp trần tôi kêu bằng trung ấm thân nó hiện ra thì thay vì con ban đầu con còn sống đó thì con nói bằng cái tứ đại. Ha, rồi cái tứ đại mà nó rã rồi thì cái tiếng nói nằm ở trong cái trung ấm thân á, có nghĩa là công đức nhiều ít chuyện biết nhưng mà có pháp trần hoàn toàn được đi về tự do. Ha, thì khỏi cho ông thánh khỏi thử mình, còn có pháp trần là thánh hoàn toàn không thử, mà thần thì đã cho con, thần bất cứ ai có công đức đều thần cho tự do trở về hết, đừng có lo cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con đã rõ thông mà, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con chúc sức khỏe bác ạ. Rồi, cảm ơn con hả?